Xin chào các bạn. Thì như đã nói ở cái bài trước, thì mình tiếp tục giới thiệu với các bạn ứng dụng của cái vòng tuần hoàn Niter trong xử lý nước thải. Thì kinh nghiệm đi nhiều nơi, nhiều nhà máy, nhiều hệ thống xử lý nước thải, mình biết có rất là nhiều anh em khổ sở vì cái vấn đề này. Cái vấn đề mà BOD, COD trong nước thải đầu ra thì đạt, nhưng mà cái Niter, Amoni trong nước thải đầu ra thì không có đạt. Thì thực sự đó cũng là do cái lỗi của người vận hành không có nắm rõ cái quá trình nitrat hóa và quá trình denitrat hóa. Thì trong cái video này mình sẽ giải thích các cái kiến thức đó để mong là các anh em có thể ứng dụng vào cái hệ thống xử lý nước thải của mình mà giải quyết được cái vấn đề nitơ thải đầu ra. Thì như mình đã đề cập ở cái bài giảng trước, thì thực sự cái công nghệ trong cái xử lý nước thải cũng chỉ là ứng dụng từ những cái quá trình trong tự nhiên, rồi chúng ta tìm cách làm cho nó xảy ra nhanh hơn theo ý mà chúng ta mong muốn. Thì trước khi đi vào cái việc ứng dụng cái vòng tuần hoàn Niter trong xử lý nước thải, thì mình giải thích về cái nguyên lý của cái vòng tuần hoàn Niter trong tự nhiên. Thì như các bạn biết là bình thường Niter nó có trong khí quyển. Sau đó nhờ các cái yếu tố như là cái tia sét ở cái nhiệt độ cao thì nitơ bị oxy hóa và đi vào trong lòng đất trở thành nitrat. Đó, các bạn thấy một con đường đi vô này. Cái con đường đi vô thứ hai là nhờ những cái thực vật mà có cái khả năng cố định đạm thì nó đưa được cái nitơ vào trong đất dưới dạng là amoni. Đó, thì các bạn thấy nitơ đi vào trong đất dưới hai thành phần là nitrat và amoni. Rồi chúng ta bắt đầu từ con đường đây trở đi, từ amoni. Thì sau khi mà nitơ trở thành amoni này thì thực vật nó mới có khả năng nó hấp thụ được cái nitơ. Thì thực vật là sinh vật tự dưỡng. Sau đó cái sinh vật dị dưỡng như là động vật và cả con người chúng ta nữa mới ăn cái thành phần nitơ này và thải ra cái chất thải, hoặc là khi mà chúng ta chết thì sẽ được những cái con vi sinh vật mới phân hủy và lúc này lại trở thành cái amoni. Thì từ cái amoni này á nó mới trải qua cái quá trình nitrification. Nitrification tức là cái quá trình con vi sinh vật nó sử dụng cái oxy để nó oxy hóa cái amoni trở thành cái nitrit là NO2 và tiếp tục oxy hóa lên một vật nữa mới trở thành nitrat là NO3. Rồi lúc này á, thì nó mới xảy ra cái quá trình denitrification, tức là có một cái nhóm vi sinh vật nó mới lấy oxy từ cái NO3 này. Quá trình đó gọi là quá trình denitrification, thải khí nitơ trở lại khí quyển. Như các bạn thấy là cái nitơ từ khí quyển nhờ cái vi sinh vật có khả năng cố định đạm là động vật chuyển thành NH4 qua quá trình nitrification thì trở thành NO2 và NO3, qua quá trình denitrification thì trả lại nitơ cho khí quyển. Thì đó là một cái vòng tuần hoàn cơ bản nhất của cái nitơ trong tự nhiên. Như vậy là các bạn thấy cái vòng tuần hoàn của nitơ nó bị ảnh hưởng bởi hai cái quá trình chính, đó là quá trình nitrification và quá trình denitrification. Cụ thể thì mình giải thích chi tiết hơn cho hai cái quá trình này, bởi vì đây là hai cái quá trình chính xảy ra trong cái hệ thống xử lý nước thải của các bạn. Thứ nhất là quá trình nitrification, tức là cái NH4 mới được cái nhóm vi sinh vật như là Nitrosomonas hay là Nitrobacter trong môi trường hiếu khí nó mới oxy hóa cái NH4 này trở thành N2O nitrit nitrat, sau đó đi vào cái môi trường anoxic thì nó mới xảy ra cái quá trình denitrification, tức là lúc này những cái con vi sinh vật là Pseudomonas nó mới lấy cái oxy trong cái nitrat nitrit NO2 này trở thành nitơ và trả lại nitơ cho khí quyển, đó gọi là quá trình denitrification. Như vậy là các bạn đã thấy cái vai trò của con vi sinh vật trong hai cái quá trình này, cộng với cái vai trò của cái môi trường là môi trường oxit và môi trường anoxic. Thì tiện đây mình giải thích luôn oxit là sao, anoxic là sao.
Oxit tức là cái môi trường có tồn tại oxy, còn anoxit á là cái môi trường nó không tồn tại oxy tự do nhưng mà nó tồn tại oxy dưới dạng hợp chất của cái chất khác. Ở đây các bạn thấy này, nó không có oxy tự do nhưng mà oxy nó tồn tại trong nitrat, nitrit, NO, N2O, thì đó gọi là môi trường anoxic. Rồi thì cái quá trình sinh học là như vậy. Con người của chúng ta đã ứng dụng cái quá trình này trong cái xử lý nước thải như thế nào? Thì đây các bạn thấy là trong cái hệ thống xử lý nước thải bậc 2 công nghệ vi sinh của chúng ta, nó thường có hai quá trình. Thì trong cái môi trường hiếu khí thì chúng ta mới ứng dụng cái quá trình nitrification trong tự nhiên bằng cách là chúng ta cho nước thải vào cái bồn, ở đó chúng ta sục khí thì cái môi trường này nó trở nên hiếu khí, thì nó mới sinh ra cái con vi sinh vật để mà nó oxy hóa cái NH4 này trở thành nitrat. Cụ thể là cái phản ứng của nó là ba oxy hóa bởi oxy tạo thành nitrit, và nitrit mới tiếp tục oxy hóa trở thành nitrat. Tiếp theo là qua quá trình denitrification thì cái nitrat trong nước thải hay bị con vi sinh vật nó lấy đi cái oxy thì trở thành nitơ, và nitơ thì ở dạng khí nên nó tự bay ra khỏi cái bể của chúng ta. Đó thì như các bạn thấy là NH4 trải qua quá trình nitrification trở thành NO3, NO3 trải qua quá trình denitrification thì trở thành nitơ mà nước thải đầu ra của chúng ta đạt. Thì đó là cái vai trò của con vi sinh vật trong cái vòng tuần hoàn nitơ được ứng dụng trong cái quá trình xử lý nước thải. Những cái hệ thống mà nước thải đầu ra vẫn còn nitơ vượt là do chúng ta đã không kiểm soát tốt cái quá trình nitrification và denitrification. Thì những bài học sau mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần chi tiết là làm thế nào để kiểm soát tốt cái quá trình nitrification và làm thế nào để kiểm soát tốt cái quá trình denitrification để cho cái nước thải đầu ra có cái nitơ đạt cái tiêu chuẩn xả thải. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài học tiếp theo.